lực lượng chức năng công an xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm đã đốn hạ hàng trăm cây cà phê của gia đình ông Vũ Xuân Hải. Đây là lần thứ 9 vườn cà phê này bị kẻ xấu chặt phá. Vào chiều ngày 3 tháng 7, vườn cà phê hơn 180 cây 2 năm tuổi của ông Hải đã bị kẻ xấu chặt phá. Ông Hải cho biết từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của nhà ông đã bị kẻ gian đốn hạ 9 lần ít thì 60 cây, nhiều thì hơn 200 cây. Tuy nhiên đến nay lực lượng công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay tại xã Hòa Ninh còn nhiều hộ dân khác bị kẻ gian chặt phá cà phê, sầu riêng khiến người dân bức xúc lo lắng. Mới đây trên địa bàn cũng có hộ gia đình bị kẻ xấu đốn hạ gần 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.